Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tín.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tín đang muốn gửi đến khách hàng. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 3m6 và chiều dài căn nhà lên đến 11m và được cái chủ nhà xây dựng một trệt một lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có sân để xe gắn máy, phòng khách, phòng bếp, nhưng mình sẽ có hai phòng ngủ chính và hai nhà vệ sinh. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì đã được cái chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm, cho nên khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được cái chủ nhà để lại hết cho khách hàng, cũng như chỉ với giá 4 tỷ 150 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang có hướng là hướng chính bắc, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Rồi mình sẽ chứng thức qua cái con đường ở phía trước của căn nhà, cũng như con đường phía trước căn nhà mình rộng đến khoảng 3m, nằm sát đường trục chính và chỉ cách đường trục chính tầm cỡ khoảng độ 15 đến 20 mét thôi. Và phía bên trong là khu nhà lầu ở đồng bộ, và căn nhà mình thì nằm phía bên ngoài. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà, cũng như mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế với ban công vuông và có những lan can được làm bằng sắt và được cái chịu nhà trồng cho mình những cái mảng cây xanh trang trí rất là đẹp. Và với căn nhà mình thì được thiết kế mình sẽ có một bộ cửa hai cánh lớn ở phía bên tay phải để bảo vệ cho căn nhà của mình. Ở phía bên tay trái mình có thêm một cái cửa sổ nhỏ để lấy gió và ánh sáng, rất là thoáng và rất là mát. Cũng như mình có một cái khoảng sân. Khoảng sân này thì tầm cỡ khoảng độ 2m, mình có thể để được tầm cỡ khoảng độ vài ba chiếc xe gắn máy ở khu vực khoảng sân phía bên ngoài. Và kế tiếp là mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình, với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng khách căn nhà, thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm, và kệ để tivi, cũng như phía bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao, như mình có những bức tranh trang trí rất là đẹp. Sàn nhà mình thì được lót gạch đá bóng kính 80. Cũng như di chuyển vào bên trong là khu vực không gian cầu thang căn nhà, thì ở dưới chân cầu thang mình sẽ có một cái tủ để mình để những đồ lặt vặt của gia đình. Và bên trong là khu vực phòng bếp, thì phía ngoài mình sẽ có một cái lavabo để rửa tay. Và bên trong không gian phòng bếp thì được anh chị nhà thiết kế cho mình tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ an cường, rất là bền và rất là đẹp. Với căn nhà được anh chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất và chỉ với giá 4 tỷ 150 triệu đồng. Còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm tại trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư Quang Trung, Phạm Văn Chiêu cũng như Phan Huy Ích, và ngay sát với lại ngã ba Phạm Văn Chiêu và cây châm. Và bây giờ mình sẽ chiếu sơ qua lại cái khu vực không gian ở dưới tầng trệt của căn nhà để di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà, sẽ đến với không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Thì quý hàng đang xem video cũng đang quan tâm đến căn nhà chỉ với giá trên dưới 4 tỷ này, thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà đất Hoàng Tín đón nhà đi xem một căn nhà đẹp vừa mới được hoàn thiện, cũng như vừa mới được xây dựng xong và được cái chủ nhà thiết kế tặng kèm full nội thất. Phía ngoài mình sẽ có một cái nhà vệ sinh rất là rộng để phục vụ cho khu vực lầu 1 căn nhà, không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Di chuyển ra khu vực không gian phòng ngủ phía trước thì toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được làm bằng gỗ, và sàn nhà mình được lót gạch đá giả gỗ, và mình có giường cũng như tủ bàn trang điểm và tủ quần áo. Phía trước mình có ban công cũng như cửa sổ để ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá trên dưới 4 tỷ thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem một căn nhà được thiết kế tặng kèm và full nội thất, và chỉ với giá 4 tỷ 150 triệu đồng. Còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm sát với lại mặt tiền đường, thì tiện cho quý nhà mua để ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán hàng online, với giá chỉ 4 tỷ 150 triệu đồng. Còn thương lượng, đây là khu vực không gian phòng ngủ phía sau, phòng ngủ số 2 căn nhà, thì có cửa sổ mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng, cũng như bàn làm việc và tủ quần áo đã được anh chị nhà đóng sẵn tặng kèm cho khách hàng.
với căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Đây là không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Một căn nhà đang có hướng là hướng chính bắc, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.